Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và tiếp tục hôm nay em mới gửi bác một em siêu phẩm mới về anh em, đến từ thương hiệu Gian, model Gian TCR F Gian 0 bác nhá. Thì cái mẫu Gian TCR F Gian 0 này thì trước đây em có về được một vài mẫu, thì nay em về thêm chút nữa. Với cái lần này em về với tất chất tông màu xanh đen và màu trắng để thủ trên khung xe rất nổi bật. Đây là một trong những cái dòng xe cao cấp nhất của dòng Gian TCR F Gian, được thiết kế với bộ khung khí động học lực phổ thông Technology Composite hợp kim carbon. Bây giờ xin mời các bác mở chiếc xe. Vâng, rất nhiều các bác hỏi em về những dòng mẫu địa dòng xe đua road bike cao cấp, thì em về một chiếc Gian TCR Gian F Gian 0 nữa, một trong những model cao cấp nhất của dòng Gian F Gian. Còn là em về một chiếc tông màu đen chủ đạo, điểm chỉ xanh và màu trắng trên khung xe rất nổi bật. Thì em sẽ lấy sơ qua với các bác về cái mẫu Gian TCR F Gian thì giới thiệu trong những video trước đây. Như em nói trước video gần đây nhất thì mẫu Gian TCR F Gian thì có những model F Gian từ 0 đến 3, 0123, trong đó F Gian không là mẫu model cao cấp nhất dòng Gian F Gian, là mẫu Gian F Gian bây giờ giới thiệu các bác đây. Khung làm được xử lý với bộ khung hợp kim composite, khung carbon, Technology. Lớp sơn còn rất đẹp lắm nhé. Xe được chạy với bộ dây âm sườn bên trong, trong khung. Dấu phanh luôn nhé, dây là dây phanh đằng sau chạy dây âm bên trong khung. Được thiết kế với bộ khung dẹp khí động học lực, thiết kế theo cái model đời mới của xe, bản dẹp cũng nhé. Và đây là cái mẫu Gian TCR Composite cao cấp nhất của dòng Gian F Gian, F Gian 0 cũng nhé, F Gian 0 này. Em sẽ đi qua cái lớp sơn của xe. Bắt đầu hỏi em về những mẫu mỏng dẫu mẫu Gian cao cấp, thì em về trước đây Gian F Gian TCR Composite 0, dòng Gian quốc tế mới in Taiwan nhé. Có một tem đen, nó giới thiệu rất là nhiều trong lần vừa qua. Tem đen bác nào hỏi em về một dòng xe rút bay cao cấp thì em về trước đây. Cổ cốt đi đông chính hãng của Gian, cổ cốt Superline chính hãng của Gian luôn. Đi đông mà Ulo 661 kim lông sâu nhẹ, sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên phải em sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano. Shimano 1.5 bên tay phải bên tầng đĩa. Đằng trước sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Thì cái model lần này của dòng Gian F Gian là Gian cao cấp, được chạy với bộ dây âm sườn đi trong khung. Đằng trước đây hai bên. Đấy, hai bên này dây âm bên trong dây đề và dây phanh cũng chạy âm hết luôn nhé. Với tông màu rất đẹp, tông màu xanh đen và trắng, cho bác nào ưa thích tông màu tối thì rất là sạch xe. Càng chính hãng của TCR càng carbon composite. Và lần này em về một chiếc xe nguyên bản, theo xe được trang bị với vành bánh chính hãng của Speed, vành carbon, vành carbon bản là 5 phân thôi nhá, carbon đây, chính hãng của Speed nhá, thương hiệu nổi tiếng về vành, mã vạch của xe này, Proven này, còn nguyên đi, carbon 50mm, 700C, bản cao 5 phân. May chính hãng của Speed luôn. Sử dụng lốp CST, kích thước lốp 700x23C. Bồi đĩa của Shimano 1.5. Lăn
5.800 ra ban. Đĩa Shimano 1.5. Đĩa của Shimano 1.5. Củ này sau là củ này là Shimano 1.5 đó nhá. Trang bị với 11 tầng lip. Lip xích còn rất là mới. May bạc đạn cuối lỗ luôn. Lát em sẽ quay cho các bác. Vành chính hãng đằng sau cũng là vành của Speed. Vành hiệu luôn, vành hiệu cao cấp bản 5 phân. Nó hơi bị mờ chút thôi nhé. Em quay nó hơi sức bóng. Đây là tem men chìm, in chìm carbon này, 50mm 700C. Đằng sau sử dụng nó cũng thăng 3 bản chính hãng khoảng 1.5. Học yên chính hãng của Gian, học yên dẹp, carbon. Yên chính hãng, yên bản theo xe. Sử dụng yên cao cấp của Royal Team. Và bây giờ xin mời các bạn đứng của khung xe. Còn các bạn đứng của khung xe là size 53. Chiều ngang là 54, tức là size M đó nhá. Thế các bác cao từ 1m65 đổ lên đi vừa. Xe trang bị với 11 tầng lip. 11 tầng lip và đúc Tung Shimano 1.5. Bao nhiêu bản cuối lỗ. Tung lip. Rất là chùa vật mã. Rất là bon. Bên phải em là đùi đĩa của Shimano 1.5, đặt đĩa 1.5, chú đĩa lên đĩa. Bên em bật đạn bi vòng của Deathlock. Một em siêu phẩm đến từ thương hiệu Gian. Trên xe giờ combo xích đặt đam công. Được sử dụng với full group Shimano 1.5. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe Rockbike DC giò composite Gian lại đẹp ven không. Ta trở xe được sử dụng với bộ full ngụa lốp Shimano 1.5 và những bánh cặp chính hãng của Mayer cuối lỗ Speed. Và xe lốp tốt em là 28.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác lọc đơn vệ qua Zalo 0975 709943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm hình lạc, đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn gặp lại từ ngày mai.